Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Yamada Taiko, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm lần này của ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, nhất là vào dịp Đà Nẵng tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản thời gian qua, đồng thời mong muốn ngài đại sứ sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối hiệu quả để hai bên ngày càng gắn kết chặt chẽ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, có thêm nhiều hoạt động giao lưu nhân dân ý nghĩa trong thời gian đến đáp lại thịnh tình của lãnh đạo thành phố đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam yamada taiko đánh giá cao sự tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố đà nẵng đối với cộng đồng doanh nghiệp nhật bản tại đây đồng thời cho biết hiện nay các doanh nghiệp nhật bản đang rất quan tâm đầu tư vào đà nẵng Ngài đại sứ đánh giá những hoạt động của thành phố đang tổ chức hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam là rất ý nghĩa và thiết thực. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố cũng đang có những hoạt động chào mừng sự kiện này. Vì vậy, ngài đại sứ mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục có sự quan tâm đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian đến.